Những âm thanh này hàng ngày vẫn vang lên quen thuộc trong một con ngõ nhỏ giữa phố phường Hà Nội đông đúc. Bệnh này là bệnh thận, là coi như thế là gia đình chúng tôi có cái gì là bán hết để chạy chữa rồi. Thế bây giờ thì không còn cái gì cả, thì bây giờ là chúng tôi chỉ muốn cầu nguyện làm sao mà có sức khỏe để mà khỏe lên để cho nó đỡ khổ thôi, chứ còn chả biết làm thế nào cả. Xóm chạy thận Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội có 11 bệnh nhân, là 11 nông dân đến từ nhiều vùng quê khác nhau. 6 năm lên thành phố cũng là 6 năm chị Hương gắn bó với nơi này. Thì đấy, thì các cháu ở quê thì Tết đến người ta có mẹ cho đi chơi. Mình thì con thì thui thủi, nó cũng buồn. Ví dụ có mẹ thì nó có người chăm sóc hơn. Nhưng mà bây giờ thì phải chịu làm nào. Sự sống và cái chết thì ai cũng phải trải qua, và ai cũng phải, con người ai cũng phải đối mặt. Tôi trồng rau này thì tôi cảm thấy là đúng là một tuần để thu hoạch một nứa thì nó cũng rất là nhanh, nhưng mà mình cũng so lại là cuộc sống của mình cũng chẳng còn lâu, nó cũng rất là phù hợp với này, cái hiện tại của mình đang trải qua. 50.000 đồng 1 kg rau mầm, trừ chi phí mỗi người trong xóm nhận được khoảng 400.000 đồng một tháng. Số tiền ít ỏi nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Khi mà cuộc sống mà hữu hạn rồi ấy, chỉ còn thời gian rất ngắn nữa là mình phải ra đi. Gieo rau xuống và khi được thu hoạch thì phấn khởi lắm. Cảm thấy mình đã làm được một cái việc rất có ích chứ, để mà mình vẫn hòa nhập với cuộc sống. Hàng chục rổ rau an toàn lại đến kỳ thu hoạch. Nhưng đã cả tháng nay, thông tin giá đỗ, rau mầm nhiễm chất kích thích trên thị trường khiến người tiêu dùng dè chừng. Đầu ra còn khó khăn, nhưng cả xóm vẫn duy trì sản xuất, tiếp tục gieo những hạt mầm xanh để giải tỏa nỗi nhớ ruộng đồng, và cũng là gieo hy vọng sống cho mình.